51 Story mến chào quý thính giả. Thời kỳ đồ đá, con người chủ yếu sống nhờ vào săn bắn thú rừng và hái lượm. Vậy nên, chúng ta đều mường tượng trong đầu về bữa cơm của người cổ đại lúc nào cũng có thịt nướng trên bếp. Nhưng sự thật lại không như vậy. 10.000 năm trước, tổ tiên của chúng ta chủ yếu ăn rau quả và ngũ cốc, từ đó góp phần làm thay đổi nền văn minh nhân loại. Các nhà nghiên cứu phát hiện ra điều lý thú này dựa vào kết quả phân tích hóa học của khoảng 110 mảnh gốm được tìm thấy ở sa mạc Sahara, khu vực thuộc địa phận của Libya. Nơi đây từng có khí hậu ẩm ướt với đầy đủ hồ nước, động vật đa dạng và thảm thực vật tươi tốt. Địa điểm khai quật số đồ gốm kể trên là hang động Yuen Ufuda và một khu vực bằng đá có tên Takakori. Cả hai từng xuất hiện dấu vết của con người vào khoảng thời gian từ 8200 đến 6.400 trước công nguyên. Sau khi gốm chịu nhiệt được phát minh tại châu Phi, 10.000 năm trước, người châu Á cũng độc lập phát minh ra gốm 4.000 năm trước. Từ những gì thu thập được, chúng ta phát hiện ra sự thay đổi quan trọng liên quan tới việc nấu ăn và chế biến rau bằng vật dụng làm bằng đất sét. Trong bài viết đăng tải trên tờ Nature Plan, nhóm nghiên cứu cho biết, 54% nguồn thức ăn của người cổ tại đây có nguồn gốc thực vật, phần còn lại bao gồm chất béo động vật hoặc sản phẩm hỗn hợp gồm cả thực vật lẫn động vật. Đây là lần đầu tiên, thế giới phát hiện ra lượng thực vật chiếm áp đảo trong khẩu phần ăn của người cổ từ những đồ gốm khai quật được. Nhóm nghiên cứu tìm thấy các loại ngũ cốc, trái cây, cả lá và thân cây. Dường như phần lớn chúng được thu lượm từ các con sông, ao hồ, một số khác là loại sống trên đất khô. Phát hiện thú vị nữa là, người cổ đã sử dụng đồ gốm vào nhiều mục đích khác nhau, từ đựng ngũ cốc để chế biến cho tới việc nấu nướng. Món ăn cũng khá đa dạng như bánh mì, món hầm, thậm chí cả siro. Nhà khảo cổ học Rana Osbo từ trường Đại học Cork, người không tham gia vào nghiên cứu, cho biết, tổ tiên chúng ta thời kỳ đồ đá đã biết thả những viên đá nhiệt độ nóng vào nồi gốm để làm ấm thức ăn. Nhà bếp được làm hoàn toàn bằng gốm chịu nhiệt. Điều này cho phép con người đa dạng hóa nguồn thực phẩm, bao gồm những thứ không thể ăn trực tiếp. Người cổ sống ở sa mạc Sahara đại diện cho sự thay đổi lớn của nhân loại. Khi có thể ăn nhiều loại thực vật, con người có thể định cư ở một nơi và bắt đầu hướng tới chăn nuôi. Cuộc sống đỡ bấp bênh, phụ nữ có điều kiện sinh thêm nhiều con cái vì chúng được cai sữa sớm nhờ thức ăn nấu chín và khả năng sống sót của chúng cao hơn. Lối sống ít vận động mà hầu hết chúng ta đang thực hiện ngày nay đã bắt đầu từ các hang động như ở Yuen Ufuda nhờ kỹ thuật nấu ăn mới. Nói cách khác, việc có thể ăn nhiều loại rau trở thành nền tảng để phát triển nền văn minh nhân loại. Thuở sơ khai, con người xem thức ăn chỉ đơn giản là để sinh tồn, lâu dần mới biến nó thành một nét văn hóa, đến nay thì đã nâng tầm hoàn toàn. Trong những ngôi mộ cổ ở Ai Cập, các nhà khảo cổ học đã phát hiện ra ngũ cốc. Nó có niên đại hàng nghìn năm về trước. Hay gần đây, một bức tranh khảm mô tả về bữa ăn của người xưa gây bất ngờ vì sự hiện diện của pizza. Ngày đó có thể nó không như món pizza hiện đại mà chỉ đơn giản là bánh mì dẹt và có các nguyên liệu phía trên. Sô-cô-la xuất hiện vào khoảng năm 1500 đến 400 năm trước công nguyên. Sô-cô-la có lịch sử lâu đời. Nó được làm từ cây cacao. Người Maya, Aztec, Toltec đã trồng cây cacao rồi làm đồ uống sô-cô-la. Loại đồ uống này được dùng theo nghi lễ hoặc làm thuốc. Thứ nước đắng này chỉ dành cho người có cấp bậc cao hoặc các chiến binh trước khi ra trận. Năm 1500, sô-cô-la đến Tây Ban Nha và xuất hiện loại nước uống Soprato rất được yêu thích ở các tòa án. Thế kỷ 17, châu Âu bắt đầu xuất hiện cacao. Mãi đến những năm 1800 bột cacao, sô-cô-la thanh mới bắt đầu xuất hiện ở Anh. Cà ri Ấn Độ xuất hiện vào khoảng năm 2200 đến 2500 năm trước công nguyên. Trong tiếng Tamil, cà ri là curry. Nó phổ biến ở Ấn Độ, vùng Caribe, Thái Lan, thường được dùng ăn với cơm. Cà ri ở Ấn Độ xuất hiện vào thế kỷ 17. Nhưng món ăn có cách nấu tương tự, kiểu thịt được tẩm gia vị sốt đã có từ hơn khoảng 4.000 năm. Cơm xuất hiện vào khoảng năm 4530 trước công nguyên. Ai cũng biết gạo đã có mặt trên trái đất từ rất lâu về trước. Nó là loại thực phẩm có sức ảnh hưởng lớn đến cuộc sống loài người. Những cuộc khai quật ở Ấn Độ cho biết từ khoảng 4.530 năm trước công nguyên, người dân nơi đây đã bắt đầu trồng lúa. Bánh mì xuất hiện vào khoảng 10.000 đến 2.200 năm trước công nguyên. Ban đầu, bánh mì có hình dạng dẹt, được làm bằng các loại ngũ cốc xay thô, trộn thành bột dính với nước. Bột được nướng trên các tảng đá phẳng. Ngày nay, bánh tortilla, masa, naan và các loại bánh mì dẹt khác của Ấn Độ có kết cấu rất giống bánh mì cổ xưa. Các nhà khảo cổ học đã tìm kiếm ra bằng chứng cho thấy miếng bánh mì lâu đời nhất có từ hơn 14.000 năm trước. Bánh kép có vào khoảng 11.650 năm trước công nguyên. Chắc chẳng ai dám nghĩ món bánh hiện đại này lại có từ lâu đời như vậy. Trong danh sách hôm nay, nó chính là món ăn lâu đời nhất thế giới. Bánh kép có niên đại từ hơn 70.000 năm về trước. Năm 2022, các nhà nghiên cứu đã tìm thấy trong hệ thống hang Sanida, Iraq, tàn tích thực phẩm. Họ nghiên cứu, tái tạo lại và phát hiện quy trình người xưa sử dụng sẽ làm ra những chiếc bánh kép có hình hài thô sơ. Thời kỳ đồ đá, con người từng tạo ra bánh kép theo cách rất thô sơ. Sau này, người Hy Lạp, La Mã cổ đại đã ăn bánh kép với mật ong hay sữa. Còn hiện tại, loại bánh này được phổ biến trên toàn thế giới, là món ăn rất được yêu thích. Chúng tôi xin kết thúc bài chia sẻ của mình tại đây.
Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành ra thời gian quý giá để lắng nghe bài chia sẻ này. Xin kính chúc quý thính giả cùng gia đình luôn luôn hạnh phúc, thành công và bình an trong cuộc sống.